Đâu là một khái niệm trong toán học? Đường phèn, đường trắng, đường vàng hay đường kính? Xin mời bạn. Đây là câu trả lời cuối cùng của em. Đường kính, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Nhẫn kết hôn thường được đeo vào ngón tay nào? Ngón cái, ngón áp út, ngón trỏ hay là ngón giữa? Xin mời bạn. Em cũng thói quen là kể cả khi lên hình thì vẫn đeo nhẫn. À. Thế là câu trả lời cuối cùng của em là B, ngón áp út. Vâng, ngón áp út. Bạn cũng vẫn đeo đầy đủ đấy chứ? Vâng, em vẫn đeo. Vâng, tôi cũng vẫn đeo. Và đương nhiên rồi, chúng tôi có câu hỏi trên tay đây rồi. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Đâu là tên gọi ứng dụng xem truyền hình trực tuyến chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam? VTV Go, VTV On, VTV Play hay là VTV Live? Xin mời bạn. À, em thì thường giới thiệu cái ứng dụng này à, trước khi bước vào mỗi trận đấu. À vâng. A là phương án cuối cùng của em, VTV Go. À, hoàn toàn chính xác. Thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Từ viết tắt tiếng Anh KOL có nghĩa là gì? Người uyên bác, người có sức ảnh hưởng, người giàu có hay là người tốt bụng? Xin mời bạn. Em thấy là anh Dũng là cũng là một KOL. KOL anh, đấy. Anh Ngọc cũng là một KOL ở trên mạng xã hội. Và cái đáp án cuối cùng của em là B, người có sức ảnh hưởng. À thế ạ, tôi lại cứ tưởng người tốt bụng. Phương án B là phương án chính xác. Thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Con vật nào đánh trống thổi kèn trong ca khúc Bắc Kim Thang? Bìm bìm, chích chòe, sáo sậu hay là le le? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là đáp án D, le le. D, con le le đánh trống thổi kèn. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, tôi tò mò về cái câu mà bạn dẫn về cái ứng dụng VTV Go là bạn sẽ dẫn như thế nào? Bây giờ thì Đài Truyền hình Việt Nam thì có rất là nhiều những cái ứng dụng bên cạnh việc chúng ta xem ở trên TV truyền thống. Vâng. Thì có thể xem ở trên VTV Go hoặc là YouTube của Ban Thể thao chẳng hạn. Thì đó là những cái câu giới thiệu rất là quen thuộc trước khi bước vào mỗi trận đấu. Thì đó là cái cách mà gửi tới rất là nhiều những cái nội dung để cho người xem. Bây giờ tôi tranh thủ một chút, chương trình của chúng tôi lên sóng vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần. Vâng, xin mời bạn cho chúng tôi nhờ cái đoạn này để cắt ra chạy riêng. Mời bạn. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình Ai là Triệu Phú lên sóng lúc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh VTV3 để cùng đón xem ai sẽ là người đầu tiên giành được phần thưởng 250 triệu đồng của chương trình. Vâng, đấy. Bạn đã vượt qua câu số 5, phần thưởng hiện tại của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Kể từ lúc này thì các nhà thông thái sẽ ngừng kết nối với trường quay. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 6 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Theo công bố của tạp chí Forbes, vận động viên nào có thu nhập cao nhất trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2022? LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay là Tom Brady? Xin mời bạn. Đây là một câu hỏi về thể thao và em nghĩ là nó cũng rất là ít khi xuất hiện trong chương trình Ai là Triệu Phú. Với những câu hỏi này chúng tôi gọi là tấn công ngay trên sân nhà đấy. Vâng. Ronaldo và Messi là hai cầu thủ thu nhập cao nhất trong 12 tháng vừa qua. Vâng, còn hai anh kia thì là anh ấy đã là chơi LeBron James thì là rất là mạnh ở bóng rổ, cũng là bóng một rổ. Người có thu nhập rất là cao. Vâng. Tom Brady cũng là một huyền thoại. Vâng, Tom Brady. Thể thao Mỹ. Vâng. Hai anh này cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Vâng. Khi mà cái câu hỏi anh đọc ra thì em chắc chắn là cái tin tức này em đã đọc rồi, nhưng mà trong cái dòng chảy thể thao thì nó có rất là nhiều. Theo hàng năm chẳng hạn như Messi, Ronaldo thay nhau giành quả bóng vàng thì vâng. Cái thu nhập thì hai cầu thủ này cũng là những người kiếm tiền hàng đầu. Vâng.
Nếu bạn chưa chắc chắn thì bạn còn 4 quyền trợ giúp. Bạn có thể sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào. Em dùng quyền trợ giúp 50-50. 50-50. Thế cho chắc. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, còn lại Lionel Messi và Tom Brady. C là phương án trả lời cuối cùng của em. Bởi vì là em nghiêng với Ronaldo, nhưng mà em mang máng là Messi năm vừa rồi, sau khi anh ấy chuyển sang Paris Saint-Germain thì thu nhập rất là cao. Vì anh ấy sang đấy vì thu nhập là chính, đúng không ạ? Và C là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Đây, thông tin này cũng tôi nghĩ là cũng rất mới. Thì là Lionel Messi là vận động viên có thu nhập cao nhất trong 12 tháng qua, tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Ngôi sao bóng đá này đã vượt qua LeBron James và Cristiano Ronaldo để trở thành vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian nói trên, với con số là 130 triệu đô la. Messi trong năm vừa rồi thì có lẽ là có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn Ronaldo nên đã vượt qua Ronaldo. Bạn đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng và bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Hoang mạc lớn nhất thế giới nằm ở châu lục nào? Châu Á, châu Phi, châu Nam Cực hay là châu Đại Dương? Xin mời bạn. Nói đến hoang mạc thì mọi người hay nói đến Sahara ở châu Phi. Nhưng mà em nhớ rằng đây không phải là hoang mạc lớn nhất thế giới. Bạn đang thiên về phương án nào nhiều hơn? Em thiên về phương án C, châu Nam C, Cực. Châu Nam Cực. C là phương án trả lời cuối cùng của em. C. Suy luận rất nhanh. Tại sao không phải là châu Phi nhỉ? Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ngay Lời Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi không cần dùng đến quyền trợ giúp nào cả. Và anh chọn phương án C, châu Nam Cực. Và C là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn.